Dạ có bán này ạ. Dạ có một bán này, xin mời thầy ạ. Xin mời hiểu. Cái này là thầy của thầy hay là bây giờ thầy? Dạ em không biết nó là thầy nào. Bây giờ em quan sát được là cái chồng có cái lỗ thôi. Ha ha ha!
nói chung là mọi thứ vậy. Mục tiêu mình quan sát được, mình đã xác nhận và nhận diện được, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như thầy cái lên ổng muốn làm cái xe, thầy cũi lên nhà ổng cũi lớp nhiều, nhưng mà ngược lại con trai thì nói là con phải lái xe ô tô để thấy con tiền hơn, đâu phải được, đúng không ạ? Mục tiêu quan sát của mình cũng hẹn vấn đề phải có hỏi. Rồi bây giờ em sẽ cho nhẹ nhẹ đáp án nha, và đáp án này là không biết qua chạy nó đi. Rồi mời quý cô quan sát ạ. Để phóng to lên chút xíu nha. Đó, ra xe rồi đó. Dạ, tình tự nha. Mình gấp gáp nha, quan sát tình tự thôi. Và câu hỏi nghiên cứu chúng ta nhớ đi để xác định rõ vấn đề đang nằm ở mức độ nào nha, và tập trung vào đó để xây dựng mục tiêu thật sự đúng đắn. Bây giờ một bài tập tương tác nhanh sẽ dính cho tất cả chúng ta, những người làm nghề giáo và cả các bạn học sinh. Câu hỏi rất là dễ, mình dùng cái này là mạng xã hội Facebook. Vậy mình quan tâm về vấn đề mà người trẻ hiện nay sử dụng mạng xã hội nhiều nhất, đặc biệt là Facebook thì nó gọi là global, là nó cộng đồng toàn cầu. Vậy câu hỏi đặt ra, ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến người trẻ Việt Nam hiện nay như thế nào? Đây là câu hỏi của em. Xin quý thầy cô cho biết câu hỏi này em muốn hướng tới lấy được thông tin nào về Facebook ạ? Đối với người trẻ. Rồi, 2 phút freestyle tiếp tục nha. Câu hỏi này em muốn lấy được thông tin nào ạ? 2 phút nha, 2 phút. Ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến giới trẻ Việt Nam hiện nay như thế nào? Câu hỏi này mình hỏi sẽ lấy được những thông tin nào để phân tích? Hiện nay thấy thầy nội đang chơi Google. Cháu ơi, cháu theo em thì việc Google mang sẽ tâm lý, sức khỏe, mối quan hệ và cái sự tác động đối với việc học tập. Đúng không ạ? Có thể cô giáo đã cùng với chỗ đánh giá cho gần hết thông tin, xin cho chàng ta được không? Một câu hỏi rất đơn giản, và cuối cùng ta hướng đến lấy được thông tin gì từ người hỏi. Sẽ có rất nhiều người
trình mà 3 tiếng hồ, học thêm 8 tiếng là kể như xong rồi, không còn thời gian giải trí gì hết. Hai là tần suất sử dụng trong ngày nhiều nhất, nó cầm điện thoại lên, nó mở Facebook ra bao nhiêu lần, nó mở từ 50 lần, cái như nó nghiện rồi. Ngoài ra có phải là gì? Tâm lý, ô, tự nhiên tài khoản Facebook bị hack rồi, không biết có ai đi làm với mình không, bỏ lỡ một sự kiện gì đó. Tự nhiên nó đem thui thùi lùi vậy, xong nước bữa nay sáng nay lạnh quá,
được chưa? Và trong giáo trình thì em có hướng dẫn một số ví dụ, quý cô có thể xem tham khảo thôi. Và tiếp theo là một cái nội dung cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta thực hiện nó chưa hoàn chỉnh thì rất dễ dẫn đến việc là đưa ra cái phương pháp sai, đó là xác định được cái mục tiêu của nghiên cứu mình. Vậy cái mục tiêu là giống như cái bây giờ mình chơi được cái bóng cung đi, hoặc là ném phi tiêu hay là đá banh cũng vậy, mục tiêu cuối cùng là cái đối tượng mình tác động sẽ đến đâu, đúng không ạ? Đến ngay cái phòng tâm của cái viên chiều như bóng cung đi. Còn việc bắn cung như thế nào, hành động bắn như bao nhiêu góc độ, lực kéo ra sao, dây cung bằng gì, kệ nó, mọi người có cách làm khác nhau. Quan trọng cuối cùng là gì ạ? Cái mũi tên mình rơi ngay cái phòng tâm thôi là được. Còn cách làm dụng cụ nguyên liệu khác nhau nha. Và xác định mục tiêu thì chúng ta lưu ý luôn luôn có hai nội dung. Một, mục tiêu lớn, tức là mục tiêu chung mình hướng tới. Và thứ hai là những mục tiêu cụ thể, công việc A, B, C, D mình sẽ cần thực hiện để đạt được mục tiêu lớn. Như vậy khi nhìn vào cái việc viết mục tiêu, mình sẽ thật sự chi tiết những công việc làm và mình sẽ không bỏ sót những công việc mình cần làm. Được chưa? Và đối với việc mà xác định đúng cái mục tiêu cho cái đề tài dự án nghiên cứu thì em thường hướng dẫn các bạn nhỏ thường là sử dụng cái phương pháp này. Phương pháp thường đặt tên là gồm có 5 chữ, còn đọc nhanh đó là SMART. Gồm có 5 chữ đó là SMART. Tổng đại chúng ta gọi là thông minh cũng được nha, tư duy sáng tạo cũng được, nhưng mà đây là 5 chữ kết hợp của 5 cái việc rất quan trọng để mình xác định đúng cái mục tiêu nghiên cứu. Đầu tiên đó là cái chữ S, hay còn gọi là SPIT, là rõ ràng cụ thể. Mục tiêu là đơn nhất, một nghĩa duy nhất, một hành động duy nhất, rõ ràng, không nói theo cái kiểu chung chung. Ví dụ nghiên cứu việc lạm dụng Facebook trong đăng tin bài đối với người trẻ. Vậy mình sẽ xoáy theo cái từ là gì? Lạm dụng Facebook đăng tin bài. Mục tiêu này rõ ràng sẽ khác với việc sử dụng TikTok, sử dụng Instagram, sử dụng mạng xã hội. Bởi vì mục tiêu mình là công cụ tác động là Facebook. Và bằng sức căng như thế nào mình gọi là lạm dụng, mình chỉ bám vào việc đó mình làm thôi. Không mở rộng nữa, ví dụ nội dung nó đăng cái gì kệ nó, yêu cầu một ngày nó đăng khoảng 3 lần trên Facebook để giết nó liền, đúng không ạ? Gom nó lại thành liền. Còn nó đăng cái gì không quan trọng, để nha. Mục tiêu mình vẫn hướng tới cái nội dung đăng của những người đó, mà mình chỉ là đăng bao nhiêu lần trên ngày thôi, hoặc là trong tuần như thế. Thứ hai, mục tiêu phải đo lường được. Đây là cái từ mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cái từ mấy xưa. Vậy khoa học xã hội đo lường bằng cách gì? Ví dụ khoa học kỹ thuật thì có gì? Chiều dài, số tiền, thời gian, độ lớn của một thiết bị, hay là nguyên lý hoạt động nó như thế nào? Ví dụ cái đèn đó được bằng cái công suất tiêu thụ điện năng giữa đèn led, đèn huỳnh quang hay là đèn dây tóc. Nhưng khoa học xã hội nói về mối quan hệ con người thì chúng ta khó đo lường, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có rất nhiều cái cách đo lường khác nhau. Ví dụ nghiên cứu về việc bảo vệ sức khỏe của người qua hành vi uống nước lọc, uống nước chai hoặc là số lượng nước thay nhau. Vậy bạn hỏi mình chỉ cần hỏi câu bạn còn uống nước gì, đúng không? Cái tụi nhỏ thì thường là về nước Coca, trà xanh C2, mấy quỷ đó, Coca-Cola, uống vô đúng không? Thứ nhất, vậy thì sớm quý cô nghe cái hiện tượng đó mà trẻ em mà từ 6 đến 9 tuổi mà thường uống nước có ga nhiều là cái hiện tượng dậy thì sớm rất nhiều. Và dậy thì sớm ảnh hưởng sức khỏe sau này, chứ không phải riêng về bản chất cơ thể. Thứ hai, loại nước uống thì có rồi. Thứ hai là hình thức uống. Thứ ba, số lượng nước nạp vào cơ thể hàng ngày. Mình chỉ cần 3 cái nhân tố đó thôi, mình đã đo là
lại sức khỏe hơn. Vậy đây, ở đây chúng ta nói nếu xác định mục tiêu phải có đo lường được, đúng không? Ngay cả bây giờ vấn đề mà ý thức trong cái việc hát ca vẫn có thể đo lường được, nhưng mà có công cụ không sai. Thứ hai là mục tiêu mình thực hiện, đề tài mình thực hiện có khả thi không? Có khả thi không? Vậy từ ý tưởng xác định rõ đến khi thực hiện có thể công bố được kết quả thì mới gọi là khả thi. Còn đôi lúc mình đưa ra quá cao siêu thì làm được. Em lấy ví dụ về đánh giá về hành vi của các bạn trẻ. Bây giờ hành vi mà không đội nón bảo hiểm khi sử dụng phương tiện giao thông ở học sinh cấp 2, cấp 3 rất nhiều. Vậy thì ai tác động được vào cái việc mà sẽ đội nón tuân thủ được giao thông? Thứ nhất là công an, đúng không ạ? Không có sử dụng nón bảo hiểm vi phạm phạt rồi, những bạn có tiền phạt chơi chứ vui luôn. Rồi sau này nâng cấp hơn có thể giáp phạt, có sự gửi về trường. Và đối với những bạn mà cũng học vừa mới học cho theo nhu cầu gia đình đó, không mong muốn học giỏi cao siêu làm giáo sư bác sĩ gì đó, thì cái việc phạt ở trường cũng trở nên nó bình thường, đúng không ạ? Vậy nhưng mà nếu mình làm cái vấn đề nghiên cứu mình nói rằng trong 3 tháng 6 tháng học sinh trường phổ thông Vị Thanh hay là học sinh trung học cơ sở Hoàng Diệu sẽ chấp hành bước lên xe là đội nón bảo hiểm, chúng ta có dám mạnh miệng cam kết là cái tác động đó có thể thành hiện thực không? Không thể nào trong những cái thời gian ngắn đó có thể được đâu. Bởi vì hành vi con người nó ảnh hưởng trong quá trình giao tiếp góp nhặt của cuộc sống, không phải thầy cô mà ở gia đình, ở môi trường sống của bạn nhỏ mới quan trọng. Còn thầy cô trong trường mình chỉ là một phần nhỏ, nó rất nhẹ trong quá trình các bạn bước qua. Vậy cái tính khả thi thì rất quan trọng. Mà một trong những nhà mà khoa học và giàu nhất thế giới ra là ông Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, thì ông có cái dự án mà tới bây giờ ông tiêu tốn gần 100 tỷ đô la mà vẫn chưa làm được. Đó là ông dùng cái chân khí cầu mang các loại vật chất có thể tạo mưa, trong đó là có CO2 và hydro, và ông bay đến những vùng sa mạc, đặc biệt là ở phía Bắc Phi, để hội tụ lại cái luồng khí lạnh mà tạo mưa. Mà tới bây giờ ông tiêu tốn gần 100 tỷ đô la ông vẫn chưa có thể thành công được. Mà chúng ta thấy những nhà khoa học người ta không biết tiền, nhưng dự án có thể chưa đến một thời điểm khả thi mà biết đâu được, đúng không ạ? Hiện nay UAE nó cũng có cái vụ mà bay qua bay lại tạo mưa đó. Và trong cái chữ R này thì quý cô nhớ đánh giá dự án đặc biệt khi các bạn nhỏ này sẽ là có thực tế hay không, có thực tế hay không, cái này quan trọng. Vậy cái thực tế gì phù hợp với cái điều kiện cá nhân trong cái môi trường nghiên cứu với cộng đồng, với địa phương mình. Đây là một cái rất quan trọng. Ngày xưa có là một, em đã có làm một bài báo em gửi cho cái hội đồng tỉnh nói về vấn đề mà dạy bơi cho trẻ em Vị Thanh mình đó, là do cái hồ bơi chỗ cái khu liên hợp thể dục thể thao vậy là xây lên rồi để gọt đóng không đó. Mà thực chất tình trạng trẻ em Vị Thanh mình thôi, nghe nói Vị Thanh biết bơi thì không biết, con với thầy cô sao? Hai con em á thì biết bơi rồi, còn học trò em thì khoảng 70% là nó biết lặn chứ không biết bơi. Mà bây giờ sao lại tập bơi, phải có hồ bơi, phải có huấn luyện dạy chứ mình sao mà vô dạy được, đúng không ạ? Vấn đề rất cấp thiết mà hôm nay quan tâm đó. Nổ trên truyền hình thì dữ lắm, cuối cùng có cái hồ bơi để không lâu đóng lên cậu nghe cái tòa án để lâu đóng rồi học hai con em nhậu coi như là một trong tưởng nghiên cứu dù là của bản thân mình hay là của học trò đề xuất, nhớ giùm em có thể thực hiện trong bao lâu, thời gian cụ thể rõ ràng. Và cái điều này thì ở đây sẽ có rất nhiều người đã từng trải qua. Người Vị Thanh mà đi học trên Cần Thơ đó, ngày xưa cái đường quốc lộ 61 mình đã không biết là mà anh em còn nhớ cái từ cái năm khoảng 99 cho tới 2003 đó, là cái đường lộ đó mà từ Vị Thanh lên chạy mình đi nhiều khi 3 tiếng hồ chưa tới nơi, đúng không ạ? Và em nhớ có một lần là chủ tịch ủy ban tỉnh mời các nhà thầu lại nói câu
người ta thờ. Vậy cái thời hạn này rất quan trọng, và nhớ trong cái cuộc thi của mình khoa học kỹ thuật, và nếu hướng dẫn cho học sinh thì tối đa là 12 tháng, không thể làm thêm, tối đa 12 tháng. Như vậy các con này sẽ ý tưởng lên, chắc chắn mình phải nói cho các con có thể làm trong bao lâu. Nếu ok thì hỗ trợ, nhưng mà thường là 9 tháng thôi nha, bởi vì còn 3 tháng còn lại là để mình gọt giũa sửa trái trong cái báo cáo, rồi trong cái thiết kế mọi thứ để mình hỗ trợ những mặt nhỏ để cái đề cương đó, cái báo cáo nó trở nên nó hoàn chỉnh. Còn nếu như mà đợi tới ngày thi của cấp tỉnh, ví dụ như thường là tháng 12 mà tháng 11 các con mới báo cáo xong hoàn thành cho mình, lúc đó coi chừng là mình sẽ không kịp điều chỉnh lại, sẽ có những cái mình điều chỉnh được, nhưng có giá nhiều quá thì có thể là tùy đây thêm nữa nó một năm. Và không biết là cấp 3 thì các bạn 12 có được tham gia nghiên cứu không? Riêng ở nghe nói là trường chuyên là như là nó có cho lớp 12 nghiên cứu nhiều, bởi vì sao nó áp được cái thời gian học tập đó, thì thường bên trường chuyên là nó không cho, bên mình thì không rời. Riêng đối với trường học sở Hoàng Diệu, học sinh lớp 9 là không cho nghiên cứu học, em chỉ xài năm lớp 8 thôi. Còn năm lớp 9 đứa nào mà có nhu cầu thì phải kế hoạch trước trong hè gửi góp ý. Bởi vì lớp 9 là một cái lớp khởi điểm cho cái hành trình dài của nó trong cái thách thức phổ thông, mà hiện nay chúng ta biết thì áp lực rất lớn. Em xin bỏ qua cái phần mà ví dụ ha, khi cô đọc thêm cái tài liệu biết rất đầy đủ. Đây bây giờ mình cắt xin để ra 15 phút hay là cô để ra và trong